Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước à. Vậy rồi hôm nay thì vườn của chị Thu ha có làm tiếp một cái clip nữa để giao lưu với cô chú bác anh chị gần xa mình một số cây mai ghép hàng lớn cô chú anh chị ha, hàng trung tầm trung cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ cho chị Thu cô chú anh chị ha. Thì vườn hôm nay lên giao lưu có dỗ thơm ha, dỗ thủ đức nè, dỗ phú tân ha, cúc 2436, cúc tân châu ha, cúc chùm của chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ cho vườn của chị Thu nha. Thì đầu clip của chú anh chị mình cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh về video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Dạ rồi, hôm nay em quay tới lại kênh thì em cũng xin chào quý cô chú yêu thích mai vàng đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Thì hôm nay em có một số giống mai để giao lưu với quý cô chú anh chị em mình để chơi Tết 2023. Rồi em xin vào cây đầu tiên luôn là cây 1B là cây cúc chùm ạ. Rồi, cúc chùm hay bà chủ? Dạ, cây cúc chùm. Cái này ghép già mùa dữ lắm nha cô chú anh chị, cái chột ghép rất là lớn cô chú anh chị ha. Cái dàn đế cũng khá nè. Dạ rồi, đó không xóa dùm. Hoành thân 26. Rồi. 8.095. Chiều cao là 95 luôn. Rồi dạ. Cây cúc chùm này thì em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship ạ. Rồi, 1.500.000 bao ship hả bà chú? Dạ. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2B. Rồi, tiếp theo cây 2B là cây giảo thơm ạ. Rồi, cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cây này ghép được hai bo lớn nha cô chú anh chị mình. Đó, cột ghép gần liền rồi ha. Hoành thân 16. Rồi, nụ có nha cô chú anh chị nha. Cũng khá luôn ha. 8.091. Rồi. Chiều cao 90. Rồi, cây này thì em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu là mình bao ship luôn ha bà chủ. Rồi, em bao ship luôn. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây 3B là cây Phú Tân ạ. Rồi một cây giảo Phú Tân hả bà chủ? Dạ. Cái này nụ cũng khá luôn cô chú anh chị ha, có nụ ha. Phú Tân thì nụ nó không có to nha cô chú anh chị nha. Hoành thân 17. Rồi. 8.109. Chiều cao là 78. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 700k bao ship ạ. Rồi 700 ha. Dạ. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây 4B là cây giảo hữu đức. Rồi cái này ghép mình ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị ha. Cái chột ghép khá là to luôn cô chú anh chị mình. Cụ đế rất là quái luôn nè ha. Rồi đó không số luôn nha bà chủ. Hoành thân 24. Rồi. 8.078. Chiều cao là 80. Rồi cây này thì em cũng xin giao lưu là 700k. Rồi 700.000 bao phí ha. Dạ bao phí. Dạ rồi mình đổi cây ạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 5B là cây giảo thơm. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây này thì mình ghép được 2 bo lớn và 1 bo nhỏ cô chú anh chị ha. Rồi dán trực ha cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân 19. Rồi. 8.092. Chiều cao là 94. Rồi, cây này thì em xin giao lưu là 900k. 900 mình bao phí vận chuyển hả bà chủ? Em bao phí luôn ạ. Rồi, mình đổi cây ạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo cây 6B là cây Phú Tân. Cái này tàn dù của cô chú anh chị ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dán trực tàn dù ha. Cái đế cũng khá nè cô chú anh chị ha. Cái này thì mình ghép được 3 bo lớn nha cô chú anh chị. 3 bo lớn nha. Rồi, cho số 56 luôn bà chủ ơi. Hoành thân 26. Rồi. 8.089. Chiều cao cũng 89 luôn ạ. Rồi, cái này dạ, mình giao lưu nha. Cây này thì em xin giao lưu là 1 triệu mốt em bao ship ạ. Rồi, một cây Phú Tân quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo 7B là cây Thủ Đức. Rồi, cây này ghép được 4 bo lớn nha cô chú anh chị. Dạ, Thủ Đức ha. 4 bo lớn ha.
Cái đế cũng khá là quái nè cô chú anh chị mình. Rồi. Hoành thân 21. Rồi, nụ nè cô chú anh chị ha. Nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. 8085. Chiều cao là 84. Rồi thì cái này em xin là 1,1 triệu. Rồi, giao luôn 1,1 triệu ha. Dạ. Dạ rồi mình đổi cây. Ủa phải tiểu. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo cây 8B là cây giảo hơm. Rồi, cái này tàn cũng khá là tròn cô chú anh chị ha. Tàn khá là ấm nha. Đó, nụ khá luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ghép được 3 bo lớn nha. Nó gần liền cái đầu ghép luôn ạ. Hoành thân 17. Rồi. 8079. Chiều cao là 82. Rồi cái này thì em xin giao lưu là 700. 700 mình bao phí luôn ha. Dạ em bao phí. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo cây 9B là cây Thủ Đức. Rồi. Cái này ghép được 2 bo lớn nha cô chú anh chị mình. Cái chột bo ghép bự hơn tay cái em luôn cô chú anh chị mình nha. Cái đế này như cái con thú này đang nằm nè cô chú anh chị, bỏ hai tay trước luôn cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha. Rồi. Hoành thân 18. Rồi, nụ khá không cô chú anh chị? Có nụ ha. 8087. Chiều cao 97. Rồi cái này thì em xin vô lưu là 900k bao ship. Rồi. Mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo 10B là cây giảo thơm. Rồi, cái này tàn cũng khá là ok luôn cô chú anh chị mình. Rồi, ghép được 2 bo lớn nha cô chú anh chị. Cái chọc ghép nó bự hơn tay cái nha cô chú anh chị. Dáng hơi siêu ha, rất là dễ thương nha. Rồi, thông số luôn. Hoành thân 21. Rồi. 8073. Chiều cao là 77. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 1 triệu. Rồi 1 triệu ha. Dạ. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn ạ. Em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã xem hết clip của em ạ. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú mình đã ủng hộ em những hết clip trước ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú em chị em mình những clip sau ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thu cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ cho kênh cũng như là yêu thương vườn của chị ha. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua ha. Mọi thắc mắc gì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với số điện thoại có phần mô tả phần tiêu đề nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.